Hi there, welcome back to our channel. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của thầy An. Today we continue to study Unit 1, Towns and City. Part number 9, Options, Puzzles and Games. Tập hôm nay của chúng ta sẽ tiếp tục bài 1, chủ đề Towns and City. Và ngày hôm nay của chúng ta sẽ là phần trò chơi đối chữ và sẽ là phần trò chơi đối chữ. Alright? Now, are you ready? Let's get started. Exercise 1. Complete the puzzle with places in a town. What is the mystery word in crane? Trong phần này chúng ta sẽ hoàn tất cái phần trò chơi ô chữ với những cái địa điểm trong hàng trắng ở dòng hàng ngang từ 1 đến 6. Sau đó thì chúng ta sẽ đoán xem là cái từ bí mật ở cái cột màu xám ở đây là gì. Alright? So, the first one, can you tell me what is it? We had the letter M, T, so what letter here? Market, alright, market. And number two, we had the letter U, R, can you guess? Square, right? Number three, we had C, E, can you guess? Cafe, right? Number four, letter I, A, Y, library. Number five, we had letter C, E, R, cinema. All right. And number six, we had the letter H, A, R, theater. All right. Now let's see. Okay. So number one here, market, chợ. Number two, square, quảng trường. Number three, cafe, là quán cà phê, đúng không? Number four, library, thư viện. Number five, cinema, rạp chiếu phim. Number six, theater. Yeah. Okay. So what is the mystery word in crane? Và cái ô chữ bí mật ở đây là gì nhỉ? We had the letter R, S, A, R, and T. Can you guess? Restaurant. Okay. Restaurant. Okay. Nhà hàng. Okay. Very easy, right? Now let's move on exercise 2. Get the sentence. Follow the instruction. Ở trong phần này thì chúng ta sẽ đoán câu và chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn. Okay, think of a sentence about your town or city. What there or there are. Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ một câu về một cái thị trấn hoặc là ở thành phố và bắt đầu bằng there is hoặc là there are. Okay, one student goes to the board and writes the letter, the first letters of each word in the sentence. For example, một học sinh sẽ lên bảng và viết chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong một câu. Ví dụ như ở đây, bạn ấy sẽ viết chữ cái đầu tiên của T, chữ cái đầu tiên của từ đó là E, A, B, S, C, I, M, C. Ok, đó là gì? T là viết tắt của there, E là viết tắt của is, vẫn là B là viết tắt của be, S là viết tắt của shopping, C là viết tắt của center, E là viết tắt của in, my, M là viết tắt của my, C là viết tắt của city. Okay, there is a big shopping center in my city. Có một cái trung tâm mua sắm lớn ở thành phố của tôi. Okay, thì các bạn cũng làm tương tự, mình cũng sẽ nghĩ ra trong thành phố mình có cái gì, đúng không? Và các bạn hãy lưu ý là sử dụng cấu trúc there's hoặc là there are. There's, there is thì sau đó sẽ là danh từ số ít, singular noun. There are thì sau đó sẽ là danh từ số nhiều, plural noun. Alright? Take turns guessing the words. Sau đó mình sẽ luôn phiên đoán từ. The winner is the first student to get the whole sentence. He or she then go to the board and write his or her sentence. Người chiến thắng sẽ là người đoán đúng toàn bộ câu. Cậu ấy hay cô ấy sẽ đi đến bảng và viết lại câu hoàn chỉnh. Okay. Ví dụ ở đây mình sẽ có gì? Okay. Tức là đầu tiên mình sẽ nghĩ ra một câu, sau đó mình sẽ viết cái chữ cái đầu tiên của mỗi từ. Và các bạn còn lại sẽ đoán chữ cái này là viết tắt của từ nào. Okay. Và cái bạn chiến thắng sẽ là bạn đoán ra toàn bộ nguyên câu. Ok, ví dụ như ở đây sẽ là gì? There, T là viết tắt của there, A là viết tắt của, A là viết tắt của A, đúng không? M là viết tắt của many, P là viết tắt của parks,
Y là viết tắt của in, em là viết tắt của my, C là viết tắt của city. Ok. Và cái người chiến thắng là người sẽ đoán ra được cái những cái từ, những chữ cái đầu tiên này là viết tắt của một những cái từ nào và ghi ra cái câu hoàn chỉnh. Ok. Ví dụ như ở đây sẽ là gì? There are many parks in my city. Okay. There are many parks in my city. Có nhiều công viên trong thành phố của tôi. Ok. Và các bạn sẽ làm tương tự ha. Ok. Now let's move on exercise 3. Exercise 3. Spot the difference. Work in pairs. Student A looks at map A. Student B looks at map B. Ask and answer questions to find six differences. Ok. Ở trong phần bài số 3 này thì chúng ta sẽ tìm ra sự khác biệt giữa hai bức tranh, đúng không? Chúng ta sẽ làm việc theo cặp. Học sinh A sẽ nhìn vào bản đồ A, học sinh B sẽ nhìn vào bản đồ B. Sau đó thì chúng ta sẽ hỏi và trả lời các câu hỏi để tìm ra 6 điểm khác biệt. Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc đó là gì? Is there a on your map? Có cái gì trong bản đồ của bạn không? Yes, there is. No, there isn't. Okay, yes, there is. No, there isn't. Hoặc là how many cái gì đó are there in your map? Có cái gì, có bao nhiêu cái gì đó trong bản đồ của bạn. Ok. Thì mình sẽ trả lời there are bao nhiêu đó. Alright. Các bạn lưu ý là nhớ sử dụng những cái câu hỏi is there, are there, or how many để tìm ra câu trả lời, để tìm ra sự khác biệt giữa hai cái bản đồ. Alright. Các bạn lưu ý là sẽ đặt câu hỏi bắt đầu với is there, are there hoặc là how many để tìm ra sự khác biệt giữa hai bản đồ. Ok. Ok. Còn bây giờ cô sẽ đưa ra cho các bạn gợi ý của 6 điểm khác biệt giữa hai cái bản đồ này. Alright. The first one đó là gì? There's a shopping center on map A, but a bus station. Ok. Rồi các bạn để ý ha. Các bạn để ý đây. Ở cái bức tranh A, chúng ta thấy là đầu tiên there's a shopping center on map A. Có một cái trung tâm mua sắm ở cái bản đồ A. Trong bản đồ B thì gì? There's a sports center on map B. Ở trong bản đồ B thì là có một cái trung tâm thể thao. Ok. Đó là điểm khác biệt đầu tiên. Điểm khác biệt thứ hai đó là gì? There's a train station on map A. Ok, number one. And number one. Ok, điểm khác biệt đó là gì? Number two. There's a train station on map A. Có một cái nhà ga ở bản đồ A. But there's a bus stop on map B. Nhưng mà bản đồ B thì sao? Lại có một cái trạm xe buýt, một cái điểm dừng. Ok, một cái điểm dừng, một cái trạm xe buýt. Bản đồ A thì có một nhà ga xe lửa, bản đồ B thì có một cái trạm xe buýt. Ok, anything else? And number three, there's a cinema on map A. Số 3, ở đây, ở trong bản đồ A thì có gì? Có cinema. There's a cinema on map A. Có cái rạp chiếu phim ở bản đồ A. But there's a theater on map B. Nhưng mà ở đây là có một cái nhà hát ở trong cái bản đồ B. Ok. Như vậy đây là điểm khác biệt thứ ba. Anything else? You see the restaurant. Ok. Restaurant. Ở đây, ở trong bản đồ A ta thấy có hai cái nhà hàng đúng không? Ta thấy có cái nĩa và cái dao đúng không? Hai cái nhà hàng. So we say there are two restaurants on map A. Có hai cái nhà hàng ở bản đồ A. But only one on map B. Nhưng mà bản đồ B thì chỉ có một nhà hàng kia. Ok, ở đây là hai. Ok, hai. Nhưng mà ở bản đồ B thì chỉ có một. Alright. Như vậy đó là điểm khác biệt thứ tư. Ok, là điểm khác biệt thứ tư. And number five, cafe. You see a cup. Chúng ta thấy có biểu tượng cái cup là cái ly cà phê, ly trà, đúng không? Như vậy ở đây là biểu tượng của quán cà phê, cafe.
So on map B, there are two cafe on map A. Có hai cái quán cà phê ở trong bản đồ A. But there are three coffee on map B. Nhưng mà trong bản đồ B thì có nhiêu? Có ba. Ok, ba cái ly này, ba cái ly này là biểu tượng của cà phê, quán cà phê. Ok, như vậy là trong bản đồ B là có ba cái ly biểu tượng của ba quán cà phê. Ok, there are two cafe on map A, but there are three cafe on map B. Ok, đó là điểm khác biệt thứ năm. Anything else? Look at that. There isn't a monument on map A, but there is a monument in the park on map B. Ở trong bản đồ A thì không có cái tượng đài ở trong công viên, nhưng mà ở trong bản đồ gì B thì có một cái tượng đài trong công viên. Đó là điểm khác biệt thứ sáu. Ok, anything else? No. Ok, so here for your reference. Ok, very good. Now, let's move on exercise 4. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua bài tập số 4 nha. Exercise 4, find the HSD in the puzzle. Ở trong bài 4 thì chúng ta sẽ tìm các tính từ trong phần câu đố. Tìm các tính từ trong các ô chữ. Ở đây, number 1, we have the letter E, Y, I, D, F, R and L. Can you guess? Friendly. Ok, như vậy số 1 sẽ là friendly. Tính từ friendly, thân thiện. Number 2, we have the letter A, N, L, E, C. Can you guess? Clean. Tính từ sạch sẽ. Number 3, we have the letter S, O, A, N, G, E, U, D, R. So can you guess? Dangerous. Ok, dangerous. So number 4, we have the letter R, E, O, N, D, M. That's here. Modern. Hiện đại. Alright. And number 5, we have the letter G, U, Y, L. This is ugly. Xấu, đúng không? And number 6, we have the letter E, S, X, V, N, I, E, E, P. So here, expensive. Đắt đỏ. Okay, now let's see. Okay, so number 1, friendly. Number 2, clean. Number 3, dangerous. Number 4, modern. Number 5, ugly. Number 6, expensive. Alright? Very good. Now let's move on exercise 5. Comparative bingo. Work in groups of 4. Follow the instruction. Ở trong phòng bài tập số 5 thì chúng ta sẽ chơi trò chơi bingo với dạng so sánh hơn. Chúng ta sẽ làm việc theo nhóm, gồm có 4 nhóm và làm theo hướng dẫn. Alright, one person is the game leader. Một bạn sẽ là người quản trò, người dẫn đầu cái trò chơi. Choose six HSD from the words in the box. Then write the comparative forms in the bingo table. Và chúng ta sẽ chọn ra 6 từ, 6 cái tính từ từ trong cái khung này. 6 tính từ từ trong cái hộp này. Sau đó thì chúng ta sẽ viết cái dạng so sánh hơn vào trong cái bảng bingo. Tiếp theo là gì? The game leader say the comparative forms of the HSD in the box. Tiếp theo là người quản trò sẽ nói dạng so sánh của các tính từ trong trong ô. Ok. And number 4, listen and tick the comparative you hear. Tiếp theo là chúng ta sẽ nghe và đánh dấu vào các từ so sánh mà bạn nghe được. And number 5, the first person who ticks all the words in the bingo table say bingo. Và cái người đầu tiên đánh dấu vào tất cả các từ trong bảng bingo của họ thì sẽ nói bingo, là người chiến thắng. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có friendly ở dạng so sánh hơn là gì? Friendlier. Quiet ở dạng so sánh hơn sẽ là quieter. Clean ở dạng so sánh hơn sẽ là cleaner. Pretty ở dạng so sánh hơn sẽ là prettier. Old ở dạng so sánh hơn sẽ là older. Dangerous
Ở dạng so sánh hơn sẽ là more dangerous. Nó là dạng tính từ dài đúng không? Dirty ở dạng so sánh hơn nó sẽ là dirtier. Ugly ở dạng so sánh hơn của nó sẽ là uglier. Đấy. Small ở dạng so sánh hơn sẽ là smaller. Big ở dạng so sánh hơn sẽ là bigger. Bad ở dạng so sánh hơn sẽ là worse. Exciting ở dạng so sánh hơn sẽ là more exciting. Right. Ok, thì ví dụ như là chúng ta sẽ viết 6 từ đầu tiên, dạng so sánh hơn của 6 tính từ đầu tiên vào bảng. Sau đó thì chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn. Ok. Và người đầu tiên mà đánh dấu được tất cả những từ trong cái bảng bingo thì sẽ nói bingo, tức là chiến thắng. Alright. Ok. Ok, we stop here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye.